diễn là mình thấy bản gia và ông có một cái máy, chứ không có được cái máy Canon, thì là phải là cái người làm nghề rất là tâm huyết, thì thấy sợ làm một cái này và đi theo cái con đường của mình. Và thì thường tâm nếu như hội mà để hôm nay đứng đây cùng các bạn, à và đây là cái, và tiếp theo thì đây là một số là những cái làng tranh mà hiện nay thì